Lời đầu tiên xin được thay mặt ban tổ chức gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng đông đảo quý vị và các bạn lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, chúng ta đang gặp nhau tại lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Và thưa quý vị, ngay sau đây, chương trình buổi lễ xin phép được bắt đầu. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng quý vị và các bạn, chúng ta cùng đứng dậy chuẩn bị làm lễ chào cờ. Tỏ lòng biết ơn vô hạn lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đồng bào đã ngã xuống qua những cuộc kháng chiến cứu nước, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hạnh phúc của nhân dân. Phút mặc niệm bắt đầu. Trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng tiến lên làm lễ dâng hương dâng hoa tại đài tưởng niệm. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng kính mời đồng chí Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trân trọng kính mời đồng chí Phạm Quý Tiêu, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Xin trân trọng kính mời đồng chí Thân Đức Nam, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Trân trọng kính mời Trung tướng Đào Duy Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Xin trân trọng kính mời đồng chí Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Xin trân trọng kính mời Thiếu tướng Nguyễn Đức Liên, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Sĩ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Trân trọng kính mời đồng chí Lê Phước Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Xin trân trọng kính mời đồng chí Văn Hữu Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trân trọng kính mời đồng chí Lê Thăng, Bí thư Huyện ủy, huyện Điện Bàn. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo công ty CNCO 5. Một lần nữa, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng tiến hành lễ dâng hương tại đài tưởng niệm. Thank you.
Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý. Thank you.
sáng mãi tên anh người con của đất nước, sông núi gieo cả người anh hùng thành đông bất khuất. Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Văn Trỗi, người công nhân thành phố Sài Gòn mà lời anh trước súng giặc thù vẫn cháy lửa. Sáng mai tên anh người con của đất nước, sông núi gieo cả người anh hùng thành đông bất khuất. Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Văn Trỗi, người công nhân thành phố Sài Gòn mà lời anh trước súng giặc thù vẫn cháy lửa chiến đấu. Ôi tên anh chuyên khắp hoàn cầu, vòng về Venezuela cuồn cuộn sôi trong muôn con tim. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa bà con nhân dân và các bạn đoàn viên thanh niên, có những phút làm nên lịch sử, có cái chết hóa thành bất tử, có những lời hơn mọi bài ca, có con người như chân lý sinh ra. Không ai có thể quên người con anh hùng của mảnh đất Điện Bàn, hình ảnh anh Nguyễn Văn Trỗi bị trói chặt tay nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, hiên ngang nhìn thẳng quân thù, giây phút ấy mãi trở thành bất tử. Đã có biết bao tấm gương tuổi trẻ tiêu biểu trong những ngày đấu tranh gian khó của đất nước, hăng hái tổng quân lên đường ra mặt trận, góp phần giải phóng quê hương, đất nước, giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Lịch sử mãi khắc ghi những anh hùng đã hiên ngang bảo vệ lý tưởng, bảo vệ con đường cách mạng và chấp nhận hy sinh,
khi tuổi đời còn rất trẻ. Các chiến sĩ cách mạng tiêu biểu đó mãi là tấm gương sáng ngời cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mãi về sau, noi theo, học tập và rèn luyện. Và trong ngày hôm nay, kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2013, nhằm thể hiện đạo lý, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh lớp trước, các anh hùng liệt sĩ thương binh, những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong thời đại mới. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tỉnh Quảng Nam và huyện Điện Bàn long trọng tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Trên mảnh đất Điện Bàn, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, anh hùng trong kháng chiến, năng động phát triển trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kính thưa quý vị, tới tham dự chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý. Về phía đại biểu Trung ương, xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Thân Đức Nam, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Quý Tiêu, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Trân trọng giới thiệu Trung tướng Đào Duy Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu Thiếu tướng Nguyễn Đức Liên, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5. Về phía địa phương, xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón đồng chí Nguyễn Văn Sĩ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Và chúng tôi cũng xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Lê Phước Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Văn Hữu Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Cùng dự các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và các sở ban ngành của tỉnh Quảng Nam, các đồng chí lãnh đạo huyện Điện Bàn. Đặc biệt, chương trình hôm nay trân trọng chào đón các bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các gia đình thân nhân thương binh liệt sĩ, người có công với đất nước. Chương trình còn có sự tham dự của các đồng chí bí thư, phó bí thư các tỉnh, thành đoàn các tỉnh miền Trung, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương, cùng hơn 1.000 bạn, đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân huyện Điện Bàn. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Dương Văn An, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam lên phát biểu tri ân. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa anh linh các anh hùng liệt sĩ, kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kính thưa đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Kính thưa các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các bác, cô chú, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách. Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý. Kính thưa bà con nhân dân, các bạn đoàn viên, thanh niên thân mến. Với truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc ta, ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định chọn ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày thương binh toàn quốc, ngày để toàn dân và toàn quân ta ghi nhớ, tôn vinh công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Ngày 27 tháng 7 hàng năm trở thành ngày có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội sâu sắc, một hoạt động thường xuyên và sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân và tuổi trẻ cả nước. Ơn liệt sĩ ngàn năm ghi tạc, nghĩa anh hùng muôn thuở lưu danh, đó là đạo lý, là truyền thống uống nước nhớ nguồn quý báu của cả dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sĩ, hôm nay tại mặt đất Điện Bàn, Quảng Nam anh hùng, mặt đất khốc liệt nhất mà qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, đã có gần 19.000 liệt sĩ ngã xuống, có hơn 1.600 mẹ Việt Nam anh hùng. Mảnh đất gắn liền với tên tuổi của người con gái Việt Nam anh hùng Trần Thị Lý, anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi với cái chết hóa thành bất tử, và huyền thoại mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, biểu tượng cho đức hy sinh cao cả của các bà mẹ Việt Nam. Bên đài Tổ quốc ghi công và giữa gần 6.000 nấm mồ liệt sĩ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Lao động Thương binh Xã hội và tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình Tuổi trẻ tri ân các anh hùng liệt sĩ. Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước, xin bày tỏ lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, bà con nhân dân và các bạn trẻ đã về dự chương trình tri ân đầy ý nghĩa này. Kính thưa các đồng chí và các bạn, lịch sử dân tộc Việt Nam đã đặt các thế hệ thanh niên vào vị trí đặc biệt. Đó là lịch sử chiến đấu và chiến thắng những kẻ thù hung bạo nhất của thế kỷ 20. Theo tiếng gọi của Tổ quốc, biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam đã hăng hái lên đường, dâng hiến tuổi thanh xuân để tạo dáng vóc non sông, vẽ nên hình hài đất nước. Biết bao các anh, các chị đã vĩnh viễn ra đi không hẹn ngày về, ra đi ở tuổi thanh xuân xinh đẹp nhất, có những người chỉ còn để lại tấm bia mộ không tên. Biết bao người mẹ, người vợ dõi theo mòn mỏi, không còn nước mắt khóc thương, gọi tên khắc khoải những người con, người chồng đã nằm lại ở những miền xa xôi của Tổ quốc thân yêu. Biết bao chiến sĩ đã để lại một phần thân thể nơi chiến trường, mang trên mình thương tật suốt đời. Đời đời tưởng nhớ công ơn và sự hy sinh lớn lao ấy, khắc ghi lời dạy của bác năm xưa, thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ. Nhiều năm qua, cùng với các phong trào hành động cách mạng, phong trào đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn đã được thanh niên cả nước hưởng ứng sâu rộng và mạnh mẽ. Bằng sức trẻ, bằng tấm lòng nhân ái, hàng triệu thanh niên đã cùng nhau tham gia xây dựng, chăm sóc, làm đẹp đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, tặng nhà tình nghĩa, đỡ đầu, giúp đỡ con em, thương binh liệt sĩ, giúp đỡ chăm sóc thanh niên xung phong neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thăm hỏi, động viên, tặng quà, chăm sóc sức khỏe, thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đó không chỉ là sự tiếp nối truyền thống cao đẹp, là đạo lý quý báu của dân tộc ta, đó còn là trách nhiệm, là tình cảm thiêng liêng, là sự tri ân của người trẻ đối với thế hệ đi trước. Tuổi trẻ cảm thấy nhiệm vụ chưa tròn khi còn những gia đình, thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đoàn và tuổi trẻ cả nước sẽ tiếp tục có những công trình, phần việc bắt đầu từ những việc nhỏ nhất để đền ơn, đáp nghĩa, thành kính tri ân. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo,
chương trình Tuổi Trẻ Tri Ân Các Anh Hùng Liệt Sĩ hôm nay như một lời nhắc nhở mỗi bạn trẻ về truyền thống yêu nước, về lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của người trẻ, biết trân trọng quá khứ để sống, lao động, học tập, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với những hy sinh, mất mát của lớp lớp các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, tôi xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo, các bộ, ban, ngành, mặt trận đoàn thể, trung ương, trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã phối hợp tổ chức chương trình tri ân có ý nghĩa này. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, quý vị đại biểu, khách quý, bà con nhân dân tỉnh Quảng Nam và các bạn đoàn viên thanh niên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Dương Văn An, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, thưa quý vị, thưa các bạn, đứng trên mảnh đất điện bàn anh hùng, mảnh đất quê hương của biết bao anh tài, những người đã đem hết tài năng, trí tuệ và tâm huyết đóng góp cho sự nghiệp dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước. Thế hệ trẻ ngày hôm nay càng cảm thấy tự hào với những công lao to lớn, với nền hòa bình, độc lập, tự do được đánh đổi bằng bao xương máu, cuộc đời của những thế hệ cha anh đi trước. Tấm nhuần đạo lý cao quý của dân tộc, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, đã có rất nhiều các phong trào, hoạt động thiết thực, ý nghĩa được nhân rộng đến thế hệ trẻ ngày nay, nhằm tri ân, tiếp bước truyền thống anh hùng để hướng tới tương lai. Với lý tưởng đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Đã có rất nhiều ý tưởng mô hình hay trong xây dựng các phong trào đền ơn đáp nghĩa và hiện thực hóa bằng hành động, đạt được ý nghĩa và hiệu quả cao trong cuộc sống. Xin mời quý vị cùng hướng lên màn hình để theo dõi một phóng sự về những hoạt động đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ cả nước. Hãy nhìn vào đôi mắt người thanh niên này, đôi mắt như muốn nói điều gì. Anh là Nguyễn Văn Trỗi, một thanh niên miền Nam trong những ngày khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ và thống nhất đất nước, đối diện với họng súng quân thù nơi pháp trường, đối diện với cái chết, anh Trỗi đã để lại câu nói không thể nào quên. Hãy nhớ lấy lời tôi. Hãy nhớ lấy lời tôi, hay là quyết tâm sắt đá giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Sự hy sinh của anh Trỗi đã nêu tấm gương sáng cho thanh niên về chí khí yêu nước, dám hy sinh vì lý tưởng. Cái tên Nguyễn Văn Trỗi đã vượt ra khỏi biên giới Việt Nam. Câu nói, hãy nhớ lấy lời tôi, đã trở thành lời hiệu triệu lớp lớp thanh niên đứng lên thực hiện lý tưởng của mình. Đã có hàng triệu thanh niên Việt Nam sống như anh Trỗi trong suốt 3/4 thế kỷ 20, thế kỷ mà cả dân tộc chiến đấu vì sự tồn vong của dân tộc. Lý tưởng của họ chính là hai từ độc lập, tự do. Những bước chân lên đường như có lời thúc giục từ ngàn năm vọng về, sự thúc giục về truyền thống giữ nước trước họa ngoại xâm của cha ông. Như lời một nhà thơ đã từng viết, họ ra đi mà đầu không ngoảnh lại, dẫu phía trước là gian khổ hy sinh. Hàng triệu thanh niên Việt Nam đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu với quân thù, đã viết lên hàng triệu câu chuyện anh hùng. Mỗi người trong số họ, giống như anh Nguyễn Văn Trỗi, đã để lại câu nói, hãy nhớ lấy lời tôi, thúc giục những thanh niên khác tiếp tục lý tưởng đang dang dở. Hãy nhìn vào gương mặt của vị đại tướng, người tổng chỉ huy của quân đội nhân dân Việt Nam. Ông đang nghĩ gì trong giờ phút thiêng liêng này? Những người đương thời hôm nay đang kính cẩn tri ân trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tri ân lý tưởng cao đẹp mà các anh đã mang theo mình trong suốt quãng đời tuổi trẻ,
cho tới giây phút cuối cùng ngã xuống đất mẹ. Những bức tường được dựng lên để tưởng niệm những người con anh hùng của đất nước. Mỗi tấm bia ghi công là một ngôi sao nhỏ góp vào lá cờ Tổ quốc vĩ đại. Mạch sống của người thanh niên chính là lý tưởng. Hàng ngàn năm nay luôn là như vậy. Thanh niên luôn là cánh chim đầu đàn, là giường cột của nước nhà. Những chàng trai tuổi đời 19 đôi mươi luôn là hình ảnh tiêu biểu cho thanh niên Việt Nam sẵn sàng ra chiến trường và chiến đấu vì chiến thắng cuối cùng. Những lá huyết thư ra trận phải chăng là sự tiếp nối của hàng chữ sát thát trên cánh tay trai tráng thời Trần sẵn sàng giết giặc Nguyên Mông? Lá quân cờ quyết thắng phảng phất đâu đây lá cờ thêu 6 chữ vàng của Trần Quốc Toản. Đền ơn đáp nghĩa, truyền thống quý báu của dân tộc. Những ngày cuối tháng 7, tháng tri ân, rất nhiều hoạt động nghĩa tình của tuổi trẻ đã diễn ra, như nén nhang thành kính đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cỏ đã xanh, đất đã nở hoa ngay tại nơi gian khó, nơi từng gánh chịu sự tàn phá khốc liệt nhất trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ. Nhưng nỗi đau thì vẫn còn ở lại đâu đó trên mảnh đất này, trong đôi mắt của những người mẹ, những người vợ tảo tần. Không ở bất cứ nơi đâu trên thế gian này lại có danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng. Ngày hôm nay, những món quà, dù nhỏ nhưng đầy ắp tình cảm yêu thương, sự tri ân của tuổi trẻ đã được gửi đến với các mẹ, với lời ước mong mẹ sẽ khỏe, sẽ ở lại thêm nhiều năm nữa với các con. Mẹ đã có cả nước non. Hơn 5.000 nấm mộ tại nghĩa trang Điện Bàn, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam sẽ được thắp sáng. Ngay sau đó, tại hơn 2.000 nghĩa trang liệt sĩ cả nước, hơn 800.000 ngôi mộ liệt sĩ cũng sẽ được sưởi ấm bằng ngọn nến ấm áp và bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tuổi trẻ tri ân đã trở thành nét đẹp nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng và truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ với đất nước trong giai đoạn hiện nay. Ở di tích Quảng Trị có một bức tường bằng đá hoa cương tưởng niệm một khóa sinh viên năm cuối đại học xây dựng ngã xuống trong mùa hè đỏ lửa năm 1972. Giá như những sinh viên đó còn sống, hôm nay họ đã trở thành những nhà xây dựng tài ba, đóng góp cho công cuộc kiến thiết đất nước. Nhưng họ đã hy sinh để đặt tiếp viên gạch cho nền móng của thanh niên Việt Nam. Giá như chiến tranh đừng xảy ra, giá như các thế lực hiếu chiến tôn trọng quyền tự quyết và khát vọng độc lập của mỗi dân tộc, thì ngày hôm nay đã không phải chứng kiến hầu như trong ngôi nhà người Việt Nam nào cũng có bàn thờ liệt sĩ. Tổ quốc đã dựng lên bao tượng đài, bao tưởng niệm Tổ quốc ghi công. Trên đó là gương mặt, những dòng tên của những người con trẻ tuổi mà ngực họ đã nở hoa chiến thắng khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ làm nên kỳ tích bởi có hàng ngàn năm lịch sử cùng xung trận. Thế hệ thanh niên hôm nay tiếp tục mang truyền thống ngàn năm ấy, chung sức xây dựng đất nước để tiếp tục dệt lên 4 chữ vàng thanh niên Việt Nam.
đất nước tôi thong thả giọt đàn bầu nghe dịu nỗi đau của mẹ ba lần tiến con đi hai lần khóc thầm lặng lẽ các anh không về mình mẹ lặng im đất nước tôi đất nước tôi đất nước tôi từ thuở còn năm ơi sang trăng bao dung chiều ngăn nắng lửa làm sao chưa hè một dòng ca dao làm sao chưa hè một dòng ca dao xin hát về người đất nước ơi về người đất nước ơi xin hát về mẹ tổ quốc ơi mây mùa không ngủ ngàn bước quân thù Việt Nam phía Bắc vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi Thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, thưa quý vị, thưa các bạn, trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta,
Quảng Nam là một trong những địa phương chịu nhiều nhất những đau thương, những mất mát, với hơn 64.000 người con ưu tú đã mãi mãi không về đoàn viên trong ngày đại thắng. Và đó cũng chính là nguyên nhân vì sao mà Quảng Nam của chúng ta lại chính là địa phương có số lượng nhiều nhất những bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thưa quý vị, nhà văn Chu Lai đã không kìm được lòng mình mà phải thốt lên rằng đó là một kỷ lục về đau thương mà không ai dám nhận về mình. Lúc này đây, chúng ta đang có mặt tại nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn, mảnh đất thấm đẫm máu xương của bao người con đã xả thân vì nghĩa lớn. Các anh đã hy sinh, còn lại mẹ. Những người mẹ khóc cạn nước mắt khi các con ra đi vĩnh viễn nơi chiến trường, mà rất nhiều mẹ cho đến nay vẫn còn chưa biết người con yêu quý của mình đã nằm lại nơi đâu. Tuy vậy, các mẹ vẫn kiên trung, vẫn lặng lẽ vượt qua nỗi đau mất mát, để rồi hình tượng ấy trở thành huyền thoại, trở thành điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời. Và thưa quý vị, đêm nay, trong dòng suy tưởng chung của những người con đất Việt hướng về ngày tri ân những anh hùng, thương binh, liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tuổi trẻ Việt Nam xin kính gửi tới các mẹ, các bác, các chú, các anh là thương bệnh binh, các gia đình liệt sĩ những món quà ý nghĩa thay cho những lời tri ân chân thành, sâu sắc nhất. Xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng kính mời đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xin trân trọng kính mời đồng chí Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trân trọng kính mời đồng chí Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Và chúng tôi xin mời đại diện lãnh đạo Tổng công ty CNCO 5 gửi tới các mẹ, các gia đình thương binh liệt sĩ những món quà chứa đựng những lời tri ân sâu sắc nhất. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý. Và chúng ta cũng cùng dành phút giây này để gửi những lời tri ân, những tình cảm sâu sắc nhất tới các mẹ, các gia đình thương binh, liệt sĩ.
con ra đi không một đứa trở về, giọt lệ chảy dài như dòng sông quê mẹ, nỗi đau chất chồng cao tựa Trường Sơn. Trong những giây phút xúc động này, chúng con xin kính dâng những lời tri ân sâu sắc nhất tới những mẹ Việt Nam anh hùng đã vượt qua nỗi đau mất mát và tất cả những người con đã hy sinh sự sống của mình cho sự sinh tồn của toàn dân tộc. Trong niềm thành kính thiêng liêng, mỗi người mang đến đây một nén nhang lòng, nhắc nhau nhớ về một thời mưa bom bão đạn chưa xa. Và trong giây phút thiêng liêng này, xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các hương hồn, các anh hùng, liệt sĩ, kính thưa các bà mẹ Việt Nam, anh hùng, thưa đồng chí, đồng bào và các bạn đoàn viên, thanh niên, thân mến.
trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, biết bao thế hệ người Việt Nam với tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường, bất khuất đã không tiếc công sức của cải và cả máu xương của mình đã anh dũng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, xây đắp giang sơn tươi đẹp cho muôn đời sau. Trong các cuộc kháng chiến, nghe theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ, vì nền độc lập tự do và sự thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc ta mà phần lớn là thanh niên đã hiến dâng tuổi xuân chung và cả cuộc sống của mình cho đất nước. Hàng triệu thân nhân liệt sĩ, những bậc ông bà, cha mẹ, những người chồng, người vợ, người con đã mãi mãi không thể gặp lại những người thân yêu của mình. Còn nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, danh tính, để lại nỗi đau thương, khắc khoải trong lòng người thân và trong lòng tất cả mỗi con người Việt Nam chúng ta. Với truyền thống và đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn, Đảng và nhà nước ta, nhân dân ta mãi mãi ghi sâu và đời đời biết ơn sự hy sinh to lớn đó. Hôm nay, trên quê hương Điện Bàn, Quảng Nam, anh hùng, đúng vào dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chúng ta thành kính thắp nén tâm hương, tưởng nhớ và thắp sáng lên những ngọn nến để tỏ lòng tri ân đến các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc trường tồn, đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Thưa đồng bào, đồng chí, chiến tranh đã qua đi, nhưng những hậu quả của chiến tranh đã để lại vẫn vô cùng nặng nề. Để khắc phục những hậu quả đó, đòi hỏi sự chung sức, chung lòng của toàn đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành, của các đoàn thể và của toàn xã hội. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa như xây nhà tình nghĩa, ổn định và nâng cao đời sống, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ học tập cho thân nhân, giúp đỡ tạo điều kiện cho người có công, thương binh vươn lên, phát triển kinh tế, tổ chức việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ bị mất tích, tu bổ sửa chữa bia mộ, nghĩa trang liệt sĩ, vân vân. Tuy đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng đời sống của người có công, gia đình thương binh liệt sĩ đã được cải thiện từng bước. Trong những thành tích đó, Đảng và Nhà nước đánh giá cao Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều phong trào, nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Những hoạt động như áo ấm tặng mẹ, áo lụa tặng bà, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ động viên gia đình chính sách, con em thương binh, liệt sĩ, các hoạt động làm đẹp nghĩa trang, công trình Tổ quốc ghi công, đền tưởng niệm và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, vân vân, là những việc làm thiết thực, rất có ý nghĩa của tuổi trẻ. Thông qua đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay về lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của các thế hệ cha anh đi trước, nhắc nhở, thôi thúc tuổi trẻ Việt Nam phải nỗ lực hơn nữa, phấn đấu học tập tốt, rèn luyện chăm, lao động sáng tạo, xung kích trong phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện về cuộc sống cộng đồng. 5 năm qua, kể từ khi đoàn có sáng kiến tổ chức lễ thắp nén tri ân các anh hùng, liệt sĩ, thì cứ mỗi đêm 26 tháng 7, gần 1 triệu ngôi mộ liệt sĩ tại trên 2.000 nghĩa trang khắp nơi của mọi miền Tổ quốc đều sáng lên ánh nến của lòng biết ơn vô hạn. Mỗi ngọn nến được thắp lên đồng nghĩa với sự tri ân, với tình cảm trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam. Mỗi ngọn nến thắp lên cũng là biểu hiện nối tiếp truyền thống hào hùng của dân tộc, là thể hiện khát vọng làm cho ngọn lửa của tinh thần xả thân vì nước mãi mãi lưu truyền đến các thế hệ mai sau. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi biểu dương Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình đầy ý nghĩa này tại nghĩa trang Liệt sĩ Điện Bàn ngày hôm nay. Nhân dịp này, tôi muốn nhắn nhủ với các bạn đoàn viên thanh niên, với thế hệ trẻ hôm nay rằng tri ân thế hệ đi trước đã hy sinh vì Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân là một truyền thống quý báu của dân tộc ta, nhất là khi chúng ta thể hiện tình cảm đó bằng những hành động thiết thực. Là những người chủ tương lai của đất nước, thanh niên Việt Nam hãy không ngừng phấn đấu học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc bằng đam mê, dũng cảm, ý chí
Các bạn hãy phát huy trí tuệ Việt Nam, sức trẻ Việt Nam để góp phần đưa đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển và thịnh vượng, làm tròn tâm nguyện của Bác Hồ và sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Cuối cùng, tôi xin chúc các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các vị anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, các vị đại biểu, đồng chí, đồng bào và toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng. Cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, thưa bà con nhân dân và các bạn đoàn viên thanh niên, góp phần chia sẻ khó khăn và đồng hành với tuổi trẻ Quảng Nam trên con đường học tập. Qua cầu nối của Trung ương Đoàn, Quỹ học bổng thắp sáng niềm tin của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam cam kết trao 10 suất học bổng trong suốt quá trình thời gian học tập cho các em vừa đậu vào đại học kỳ thi tuyển sinh năm 2013 với tổng giá trị 500 triệu đồng. Và ngay sau đây, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Huy An, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Tài chính Dầu khí Việt Nam. Và xin trân trọng kính mời anh Thái Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam sẽ lên nhận những suất học bổng đầy ý nghĩa này. Xin trân trọng kính mời. Thưa quý vị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để một lần nữa cảm ơn những suất học bổng đầy ý nghĩa mà Tổng Công ty Tài chính Dầu khí Việt Nam đã trao tặng cho tuổi trẻ Quảng Nam trong chương trình hôm nay. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Huy An, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn anh Thái Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam. Và kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Phước Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa hương hồn các anh hùng liệt sĩ, kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, kính thưa các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, đại diện các gia đình có công với cách mạng, kính thưa quý vị đại biểu, đồng chí, đồng bào và các bạn thanh niên thân mến. Hôm nay, tại mảnh đất Điện Bàn, Quảng Nam anh hùng, nơi yên nghỉ của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, và trên 5.000 anh hùng liệt sĩ ở mọi miền Tổ quốc, chúng ta đặt những vòng hoa tươi thắm, đốt những nén nhang thơm dâng lên anh linh các anh hùng liệt sĩ với tình cảm tưởng nhớ và thành kính tri ân sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và vì sự trường tồn của dân tộc. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Quảng Nam, tôi xin trân trọng gửi đến các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước, tình cảm chân thành, lòng biết ơn sâu sắc và những lời chúc tốt đẹp nhất. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các đồng chí, đồng bào mạnh khỏe, hạnh phúc. Thưa các đồng chí, đồng bào và các bạn, Quảng Nam, mảnh đất kiên trung bất khuất, đi đầu trong hai cuộc kháng chiến, trên mỗi tấc đất hôm nay thấm đẫm máu xương của các thế hệ cha anh đi trước, với biết bao người mẹ, người vợ chịu nhiều nỗi mất mát, đau thương đến tột cùng, nhưng vẫn hết sức gan dạ phi thường để làm nên chiến thắng. Đất nước thống nhất, quê hương Quảng Nam giờ đã bình yên, nhưng phải đánh đổi bằng sự hy sinh to lớn của trên 65.000 liệt sĩ, 7.475 mẹ Việt Nam anh hùng, hàng vạn thương binh, và còn đó những nỗi đau dai dẳng của nạn nhân chất độc da cam. Giờ đây đứng trước hơn 5.000 ngôi mộ với những tên tuổi và không có tên tuổi được khắc ghi trên bia đá,
cũng như trên 60.000 ngôi mộ ở 130 nghĩa trang trong toàn tỉnh, những ngọn nến tri ân do tuổi trẻ tỉnh nhà thắp lên sẽ phần nào sưởi ấm anh linh của những người đã ngã xuống và xoa dịu bớt nỗi đau của những người đang sống. Truyền thống đạo nghĩa là những giá trị mà chúng ta mãi luôn ghi nhớ và không được phép quên. Là thế hệ đang sống hôm nay, chúng ta đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng. Thể hiện lòng biết ơn đó, thời gian qua, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có nhiều việc làm thiết thực để thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa. Đến nay, gần 100% gia đình chính sách trong tỉnh có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của dân cư ở nơi cư trú. Con của liệt sĩ, thương binh được các ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm chăm sóc, tạo điều kiện học hành, công tác hoặc sản xuất kinh doanh. Nhiều người đã vượt khó vươn lên và thành công trong cuộc sống. Chúng ta đã ấm lòng hơn khi đa số phần mộ của các liệt sĩ đều đã được chăm sóc chu đáo. Nhà tưởng niệm, tượng đài và đền thờ liệt sĩ đã uy nghi, bề thế. Khuôn viên các nghĩa trang được xây dựng, chỉnh trang sạch đẹp, khang trang. Tuy nhiên, dù đã làm được nhiều việc, nhưng chúng ta vẫn chưa thực sự yên tâm khi vẫn còn không ít gia đình chính sách. Cuộc sống còn khó khăn, thu nhập bấp bênh, đang rất cần sự quan tâm chăm sóc, chia sẻ. Vẫn còn nhiều ngôi mộ của liệt sĩ mà chúng ta chưa thể biết tên và vẫn còn đó những liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, để lại nỗi đau thương khắc khoải trong lòng những người thân trong mỗi chúng ta. Thưa các đồng chí, đồng bào và các bạn, hôm nay thông qua hoạt động Ngày Hội Tuổi Trẻ Đền Ơn Đáp Nghĩa và lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ do Trung ương Đoàn tổ chức, sẽ tạo điều kiện cho thanh niên hiểu thêm về truyền thống hào hùng của dân tộc, công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời là dịp để thanh niên thể hiện lòng tri ân và tôn vinh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi đánh giá cao và trân trọng cảm ơn các hoạt động đầy ý nghĩa của tuổi trẻ cả nước đã cùng chung tay góp sức với Quảng Nam chăm lo cho người có công. Tại buổi lễ trọng thể này, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và từng người dân trong tỉnh đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thực hành chính sách đền ơn đáp nghĩa, có nhiều việc làm thật cụ thể, thiết thực bằng tấm lòng thực sự đối với bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Tôi cũng mong muốn và đề nghị các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trong tỉnh hãy bằng những hành động cụ thể để thể hiện tấm lòng tri ân đối với những người mất mát, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Qua các hoạt động đó, làm cho mỗi bạn trẻ nung nấu ý chí, quyết tâm, củng cố lập trường, tư tưởng và xác định rõ trách nhiệm của mình đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Thưa đồng chí, đồng bào và các bạn, chúng ta tri ân đối với những anh hùng liệt sĩ, chăm lo tốt hơn cuộc sống cho thân nhân những người có công với nước chính là thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Trân trọng biết ơn sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng để được cuộc sống tự do độc lập hôm nay. Xin kính chúc các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng thật nhiều sức khỏe, đón nhận tràn đầy sự nhân ái, yêu thương của toàn xã hội. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Phước Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Tôi về thăm chiến trường xưa, giữa trưa hè nắng nồng, qua nghĩa trang
thăm đồng đội tôi nằm. Đồng đội tôi hàng dọc hàng ngang, nghiêm trang như trước giờ xuất trận. Lặng lặng im, lặng im nghe lệnh công đồ. Không còn tên nữa, lại về đây giữa lòng đất mẹ, đất nước mình đâu cũng quên. Tôi về thăm nơi đồng đội tôi nằm, mà sao nghe tim mình cháy bỏng. Thank you.
các em máu đã thấm vào lòng đất Việt, lệ ngàn năm còn mãi tự hào. Vào lòng đất Việt để ngàn năm còn mãi tự hào, xin dâng hương những linh hồn bất tử để đời sau còn kính cẩn cúi đầu trước những chiến công làm vang danh đất Việt. Không tuổi ơi các mẹ các chị các em máu đã thấm vào lòng đất Việt, lệ ngàn năm còn mãi tự hào. Kính thưa các đồng chí, kính thưa bà con nhân dân và các bạn thân mến, nén hương tri ân đang nghi ngút, nén hương nguyện cầu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ an giấc ngàn thu, nén hương thức tỉnh lòng người hướng về nguồn cội, nén hương lay động tâm hồn bao thế hệ người dân Việt Nam
nối tiếp truyền thống quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến, hy sinh cho quê hương ngày càng hòa bình, thịnh vượng. Xin kính cẩn dâng lên các anh hùng liệt sĩ, nén nhang tri ân thành kính. Xin nguyện cầu cho anh linh các anh, các chị, nghìn thu viên mãn ở cõi vĩnh hằng. Ngay sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý cùng dâng hương, dâng hoa tại các phần mộ liệt sĩ. Đất nước, tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên tháng ngày vất vả. Bài ca tôi không quên, tôi không quên góp mòn hành quân hối hả, làm bạn cùng trăng và ôm súng. Ban tổ chức cũng xin được kính mời bà con nhân dân và các bạn đoàn viên thanh niên cũng sẽ cùng dâng hương, dâng hoa tại các phần mộ liệt sĩ trong chương trình tri ân đầy ý nghĩa ngày hôm nay. Con bạc tóc thời gian có một bài ca không bao giờ quên, là rừng lạnh xưa đêm trăng xuống. Bài ca tôi không quên, tôi không quên những người đã ngã. Bài ca tôi không quên, tôi không quên gửi trọn đời cho tất cả, là đồng đội tôi còn ôm súng giữ biên cương. Nhưng giờ đây giây phút bình yên sao tôi quên, có giây phút bình yên sao tôi quên, sao tôi quên. Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với quê hương, với bạn bè, với cả cuộc đời. Tôi không thể nào quên bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với em yêu, với đồng đội, với cả lòng mình. Tôi không thể nào. Dáng hình ai có một bài ca không bao giờ quên, là ca mùa xuân tim không phai. Bài ca tôi không quên, tôi không quên những mùa nước đổ. Bài ca mà mang nỗi nhớ mênh mông. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên,
quên là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên đất rừng xứ lạ. Bài ca tôi không quên, tôi không quên bước dồn đường khuya đói lạ. Gạo hầm cầm hơi một yêu thuốc giờ đây có giây phút bình yên sao tôi quên, có giây phút bình yên sao tôi quên, sao tôi quên bài ca. Với cả cuộc đời tôi.